nhiều bạn nó không trùng cùng mình đi quân đoàn này nữa rồi, nên là mấy bạn nó ao vào quân đoàn mình cũng bây giờ cũng kiểu nhiều thứ vấn đề xảy ra đấy. Nhưng mà nói chung là sắp tới thì mình đang có quyết định là mình sẽ không giải tán quân đoàn hay là bất cứ cái chuyện gì cả, mình vẫn ở lại chơi cùng với anh em quân đoàn, nhưng mà mình đã quyết định là mình sẽ rời quân đoàn. Ok, hello, xin chào tất cả bạn và chào tất cả các bạn đến với channel mình. Thì mình lại là Rode và bọn lâu mình vừa nói là mình về là cơ của mình mà. Ok. Thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại với video về Free Fire. Và trước khi bắt đầu video thì mình xin thông báo kết quả câu hỏi lần trước mà mình đã hỏi các bạn là có một tàu điện đi về hướng nam, gió hướng tây bắc, vậy khói từ con tàu sẽ theo hướng nào? Thì đáp án là tàu điện làm gì mà có khói nha anh em ơi. Đấy, đây là ba bạn đã may mắn giành được phần giải thưởng kim cương, là mình sẽ phát cho mỗi bạn là 700 kim cương nha các bạn ơi. Ok, thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại với clip. Đấy, thì anh em cũng đừng quên là tham gia vào group Ruby Family, theo dõi fanpage Ruby của mình và hãy follow vào Facebook Nguyễn Châu Kim Quỳnh của mình để có thể xem được những hình này, hứa là mọi người có thể dìm mình được là mình có xem đủ thứ đó. Và anh em biết một điều gì không, hôm nay là mình làm cái video này mình xin thông báo cho em một cái vấn đề rất là quan trọng đấy. Nhưng mà trước khi thông báo một cái vấn đề quan trọng nào đó thì hôm nay là mình xin review cái trang phục có mang tên là trang phục chiến thần phong cách Apla này, cộng nắm đấm chiến thần này. Các bạn có thấy cái nắm đấm này không? Đây tôi sẽ review cho anh em cùng xem luôn. Đây, đây là cái trang phục chiến thần phong cách này, các bạn thấy không? Đấy, đây có full bộ đồ, đây là màu đỏ này. Đây tôi sẽ mở cái full màu đỏ vào đây. Nó chúng ta có thể lựa chọn màu luôn nha anh em ơi. Trong nó bị BD lộn, trong nó hơi bị chiến luôn ba. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Nhưng mà tôi là tôi vẫn thích cái màu tím cho nó yêu đời các bạn ơi. Đấy, mình rất là thích cái màu tím này. Đây mình sẽ để vào một cái nắm đấm. Đây là một cái nắm đấm chiến thần các bạn. Từ nắm đấm tôi sẽ để đâu ta? Đây rồi. Ok. Đấy, các bạn thấy chưa? Ấy nó nghe đau đầu luôn ba, là nắm đấm chiến thần nè. Đó các bạn thấy chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Bộ đồ này nhìn cái là vãi nồi luôn. Tôi nhìn mà tôi thấy nó bị ngầu á ba. Cái tóc mà nó cứ kiểu tư 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 giống như quỷ nào đốt đầu đi. Và trang phục này đi kèm với hai cái hành động, đó chính là hành động cân hết và hành động cắt kéo các bạn ơi. Đây tôi sẽ mở cái hành động cho các bạn xem. Rồi ok. Đây rồi, nó nằm đâu tôi cũng không biết nữa. Chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đây từ từ. Tôi mới nha các bạn. Các bạn đợi tôi tới hai cái hành động cân hết với cắt kéo, nó nằm ở đâu tôi không nhớ các bạn ơi. Đấy nhưng mà chắc chắn là sẽ có mấy cái hành động đó, tại vì tôi rất là nhiều hành động mà giờ tôi không biết là cái hành động nó nằm ở đâu. Đấy thì hai cái hành động nó cũng rất là đẹp nha các bạn ơi. À, và các bạn có thấy cái hiệu ứng này, hiệu ứng gia nhập này với dòng lửa này đủ thứ này các bạn thấy không? Ở dưới chân nó giống như kiểu Harry Potter vậy đó các bạn. Đấy. Đó thì đây là cái bộ trang phục mới của FIFA. Anh em nào có hứng thú thì các bạn hãy thử và tải thử mua thử nha. Đấy bộ với cái này rất là đẹp luôn. Ok thì hôm nay là chắc mình cũng xin thông báo cho anh em cái vấn đề rất là quan trọng trong việc sắp tới của mình. Đấy và các bạn cái này thì mình cũng chẳng biết nói thế nào đấy. Nhưng mà các bạn cũng có thể biết là bây giờ là mình đã, các bạn biết là mình đang ở trong một cái quân đoàn có tên là AK Xbox. Đấy, AK là viết tắt của Awesome Canine. Đây, đấy thì bây giờ thành viên trong quân đoàn mình chỉ còn có 27 người thôi. Thì tất cả những bạn này cũng kiểu là đã ao quân đoàn cũng rất là nhiều. Có nhiều bạn đã không trùng cùng mình đi quân đoàn này nữa rồi, nên là mấy bạn đã ao vào quân đoàn mình cũng bây giờ cũng kiểu nhiều thứ vấn đề xảy ra đấy. Nhưng mà nói chung là sắp tới thì mình đang có quyết định là mình sẽ không giải tán quân đoàn hay là bất cứ cái chuyện gì cả, mình vẫn ở lại chơi cùng với anh em quân đoàn. Nhưng mà và câu hỏi ngày hôm nay là mình xin đặt ra cho các bạn là một câu hỏi này cũng khá là đơn giản. Có thể là mình, các bạn có thể là đã biết và đã hỏi cho mình, các bạn đã hỏi mình rất là nhiều lần rồi. Đấy thì cái câu hỏi ngày hôm nay là mình xin đặt ra cho anh em và mình sẽ chọn đúng 4 bạn. Đấy lần này mình sẽ chọn 4 bạn và mình sẽ phát cho mỗi bạn là 500 kim cương nha. Đấy ai sẽ trả lời đúng thì sẽ được nhận kim cương, nhưng chắc chắn là mấy bạn sẽ trả lời đúng rồi. Tên thật của mình là gì và mình bắt đầu vào cái con game Free Fire này làm từ lúc ngày mấy, tháng mấy, năm mấy. Đấy khi mà anh em trả lời câu hỏi này hãy nhớ để lại idea và đáp án ở bên dưới nha. Và video sau thì mình sẽ lựa chọn là 5 bạn trả lời đúng câu hỏi này và mình sẽ phát cho mỗi bạn là 500 kim cương nha. Mình đã quyết định là mình sẽ rời quân đoàn. Và mình đã suy nghĩ cái này là 2 ngày rồi. Mình sẽ quyết định là mình sẽ rời khỏi quân đoàn và mình sẽ nhường một cái chức trưởng quân đoàn cho bạn Akasu. Đấy mình sẽ nhường chức quân đoàn cho bạn Akasu vì bây giờ là mình đã kiểu quyết định là mình sẽ rời khỏi quân đoàn, tại vì mình cảm thấy là mình không có cái sự mà
ví dụ một con người lãnh đạo đối với quân đoàn em, mọi người mình kiểu mình hay bỏ rơi anh em trong quân đoàn như đó, mà nhiều lúc mình hay cũng thấy mình có kiểu có lỗi đấy. Kiểu bây giờ là mình cũng không chơi game nhiều nữa, vậy là cái trình chơi game của mình nó cũng kém, với lại mình không lại không nói chuyện nhiều với anh em trong quân đoàn nhiều nữa, nên là mình nghĩ là cái cách giải quyết ổn thỏa nhất là mình sẽ rời quân đoàn. Và đây bây giờ là mình sẽ chuyển chủ quân đoàn cho bạn này. Đây, bây giờ là mình đã chuyển chủ quân đoàn cho bạn này rồi. Bây giờ thì mình sẽ ra đi một cách an toàn rồi các bạn ơi. Chứ bây giờ mình không chuyển chủ quân đoàn thì mình sẽ ra thì mình sẽ mất một cái quân đoàn. Đấy, dù gì thì quân đoàn mình nó cũng đã đua rất là mạnh mẽ, rất là nhiều. Bây giờ lên tới level 4 ra 6 mấy luôn rồi. Đấy thì mình xin được phép rời quân đoàn này. Đôi lúc thì bây giờ mình cảm thấy là khi mà rời thì mình có thể là hơi buồn một tí, nhưng tại vì ở cái quân đoàn đó thì mình rất là nhiều kỷ niệm với mọi người, với anh em, với mấy bạn nhỏ rất là nhiều luôn. Tại vì mấy bạn nhỏ rất là tốt và dễ thương với anh em rất là nhiều luôn. Rất là nhiều kỷ niệm trong nửa năm vừa qua là mình đã thành lập được quân đoàn này cũng gần được một năm rồi các bạn ơi. Quân đoàn này cũng gần được một năm rồi, chứ mấy tháng là một năm rồi các bạn. Mà bây giờ mình kiểu mình rời quân đoàn này thì mình kiểu thấy hơi, đôi lúc lại hơi kiểu hối tiếc hay nuối tiếc ấy các bạn. Đấy, nhưng mà không sao, thì trong tương lai thì mình sẽ tìm một cái quân đoàn mới và mình sẽ ở. Thì nếu mà các bạn biết là mình sẽ vào quân đoàn nào, hay là mấy bạn muốn mình tham gia vào quân đoàn nào hay như thế nào ấy, thì các bạn hãy nhớ comment dưới video ngày hôm nay nha. Thì comment cho tôi vui thôi chứ chả có gì cả. Đấy, thì hôm nay là mình chỉ xin là thông báo về vấn đề này thôi các bạn ơi. Đấy, và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ cùng bên gia đình nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Đấy, thì mình chỉ muốn thông báo nhỏ nhẹ với các bạn cái này thôi. Thì cũng chẳng có gì nhiều, mình sẽ tìm được những một cái bước tiến mới. Đấy, mình không thể nào mà dậm chân tại chỗ được các bạn. Còn bây giờ thì chắc là mọi người nhé. Hẹn mọi người video kế tiếp vào ngày mai nhé.